Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè nằm trời quốc tế. Trước mặt các bác đây này, em về phần mộc của vỏ thùng loa NS600 và vỏ thùng loa sub E218, thiết kế theo mẫu form của EGNE. Cách đây 1 năm thì em đã có từng giới thiệu với toàn thể các bác và chia sẻ luôn một số sản phẩm. Sắp tới em sẽ cố gắng tái khởi động thương mại. Đó chính là vỏ thùng loa xúc kép EGNE E218, xúc kép đơn xúc kép 50. Cái cấu hình thùng này là làm theo tiêu chuẩn nha, tiêu chuẩn 11. Tức là thùng xịn như thế nào thì thùng này nó y hệt như thế. Và bên em làm là theo đúng như bên hãng copy giống hệt từ trong ra ngoài. Và đây này cụ bát xịn. Cái bát này là xịn của cái chiếc xúc EGNE hàng bãi nhá, bát BNC xịn. Và thùng đây làm theo tiêu chuẩn hết, tức là tất cả thùng này đều có ke góc đây, có ke góc đây, ke góc này. Một thùng này là nó sẽ 8 bộ ke góc, 1 bộ này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7 và dùng kia là 8. Và ngoài ra thùng thì đều có tất tần tật là bắn ốc để gia cố cho nó chắc chắn, tất tần tật đều phải có. Những cái thanh nào nó quan trọng như thanh giữa này quan trọng này, cái cạnh đây này, cái nào bắn đinh rồi thì thôi, nhiều đinh rồi thôi, còn những cái sau là phải bắn ốc như thế này hết để nó giữ cho cái thùng nó chắc chắn các bác ạ. Và tất cả gỗ vật liệu đây, gỗ ván ép chịu nước, tất cả là đều gỗ 18, duy nhất là chỉ có 2 tấm mặt là gỗ 15, 2 tấm 15 cộng lại là 3, nên nó rất là chắc chắn luôn. Và hiện tại đây là quay mộc, quay phần thô để các bác xem là cái thùng ở bên em làm nó xấu hay là đẹp như nào thì em nói luôn. Đây là NS600 nhé, làm trau chuốt tỉ mỉ từng ly từng tí một, các bác nhìn trau chuốt tỉ mỉ từng ly từng tí một, làm theo đúng phong tiêu chuẩn. Đây là một đơn của một bác khách thợ ở trên Hà Nội. Và sắp tới em sẽ tái khởi động đó là T24 và T30 ở vỏ thùng loa hỏa tiễn mẫu TVK. T24 thì nó có biến thể thêm là T30 đấy, nhưng nó sẽ thay đổi, thì nó có sẽ thay đổi cái mẫu này. Nếu mà sau mà em đặt được cái phụ kiện chỉ cần thanh dây này thôi là nó sẽ có một cái thay đổi không hề nhẹ, cũng dựa trên cái form thùng này, nhưng mà hai họng kẹt này ở đây đấy nha. Em quay luôn cho các bác xem là thùng là nó về nó như thế này. Như cái mẫu thùng này thì nó lại không sử dụng ổ rắc to kia mà là sử dụng hai cái rắc new trick này đấy, bởi vì cái rắc to kia thì nó không đạt được cái tiêu chuẩn ở bên em đề ra, nên em sẽ sử dụng cái rắc như này. Đấy, thùng này tất cả kia góc đều đầy đủ đây nha, đều hạn chỉ âm dương này. Khi hai cái thùng kênh lên nhau thì khoảng cách chênh lệch giữa hai cái thùng là, vâng chào sếp ạ, hai cái thùng khoảng cách là chênh lệch là 3 mm, tương đương với 3 ly. Còn đây là cái tay sách của cái súp này. Đấy, tất cả đây đều có ốc chìm thế này, gia cố nó giữ chắc chắn luôn, không có sợ gì hết. Đấy, ok, giới thiệu qua nhé. Về phần báo giá thì em sẽ báo giá như sau. Vỏ súp này thì bên em đang chào bán với mức giá không hề rẻ, đó chính là đắt ngang với súp kép hầm 50 mẫu của năm 2002. Cái mẫu này thì giá là 5,5 triệu tại cửa hàng và vào ship cho Quang là 7,5 triệu. Riêng cái tiền lưới phụ kiện đã vào ship nữa thì 1 triệu. Lưới phụ kiện là hai cái lưới này, mấy khe góc các cái này, rắc cắm này, đấy, đinh ốc các cái nào vào xích nữa thì chịu. Và làm cái này là làm trông chút tỉ mỉ, ngay như đến cái ốp tay sách, hộp tay sách này đều bo góc, làm theo đúng tiêu chuẩn của hãng luôn. Đấy, bên trong thùng thì chưa vệ sinh được. Thùng bên trong nó có một tấm này, tấm này là 2, tấm này là 3, 3 tấm này nó sẽ tốn gỗ, và chưa kể là 2 tấm mặt, một tấm mặt trong, một tấm mặt ngoài. Như này là 2 tấm này, bên này 2 tấm nữa, 4 tấm này, nó tốn rất là nhiều gỗ. Các bác nhìn trông thì nói là ít thôi, nhưng mà thật ra là bên nó rất là nặng. Thùng này không thôi rất là nặng. Thùng này thì bên em có thiết kế luôn cả là nổ ốc để các bác về bắn bánh xe giống như này. Đấy, nổ ốc ở dưới
và sắp tới thì sẽ có lỗ ốc ở đằng sau thùng nữa. Tức là đặt như là bắn bánh xe được luôn, và các bác thích thì sẽ bắn bánh xe vào sau thùng luôn, hỗ trợ hết cỡ. Đây là phần mộc nhá, đấy là cái xúc kép Egane, còn đây là cái thùng xúc đá 600. Ví dụ như cái mẫu này thì bên em đang chào bán với mức giá không hề rẻ, đó chính là 2,4 triệu một chiếc, 2,4 triệu một chiếc. Nó đắt cực kỳ luôn, bởi vì cái gỗ vật liệu này này là gỗ vật cao cấp. Các bác nhìn gỗ thì biết rồi, gỗ là màu hồng hồng, khi trà bằng máy thì nó sẽ lên cái màu như này. Đấy. Gỗ này nó vẫn là trung bình rẻ. Còn loại gỗ mà em sắp tới em sẽ làm những hàng cao cấp nữa thì nó sẽ vào 1,6 triệu mấy chục một tấm ấy, kích cỡ 1m2, 2m4. Những cái quả súc này, một thùng này là vào hơn một tấm gỗ một tí. Đấy. Một thùng này hơn một tấm gỗ một tí nhé các bác nhé. Gỗ thì nó không đáng bao nhiêu, những công thợ để làm như thế này nó rất là tốn nhiều công. Đấy. Thì nói luôn các bác là 2,4 triệu một quả bao ship, trong đó phí ship mất 600.000 đồng, đừng kêu đắt, được kêu đắt. Còn lại là thùng gỗ này và sơn. Nãy nói về công nghệ sơn thì bên em sẽ làm theo đúng tiêu chuẩn của bên hãng đề ra, và tất cả thùng đây đều có bắn đinh tiếc đầy đủ cho các bác. Nhất là bên cạnh đây này, sẽ quay cho các bác xem tí. Đây là bên cạnh bên trong thùng này, rất là tỉ mỉ luôn, gỗ bên trong toàn là gỗ dán hết, không có một tí nào gọi là gỗ mở đây ngoài thôi này. Tất cả là làm theo tiêu chuẩn hết, để các bác biết thêm về cái hàng bên em nào, nó tiêu chuẩn nó cao nè. Nó nói luôn thùng bên em nhá, nắp thử tất cả các loại bát để đo lấy mẫu và khuyên cho các bác là nên nắp các bát loại như thế nào. Đấy. Còn nếu như các bác bảo là bên em bán đắt, có thể mua chỗ nào rẻ hơn thì mua. Bên em là không có hàng rẻ, nào tiêu chuẩn cao thì nó không có rẻ. Công thợ nó cao lắm luôn. Riêng một quả này nó gánh tiền thợ và cái gọi là chi phí phát sinh là 300.000 đồng so với các quân vị bên đơn vị khác. Những bên khác thì họ bán chỉ 2 triệu thôi, nhưng bên em là bán phải tận 2,4 triệu cơ. Đấy, thì em mới sống được. Chứ còn rẻ hơn thì em nói thẳng là em không thể bán được. Em sẽ thương mại bằng cách là lấy lại của các chủ xưởng khác về xong là bán cho các bác. Thì giá nó cũng chỉ rẻ hơn này, rẻ hơn bên em làm ở trên này chỉ có 300.000 thôi. Nhưng cái tiêu chuẩn mình đề ra này nó không đạt được xe theo cái tiêu chuẩn bên em định bán cho các bác thì không làm được. Ở bên họ làm thì nó sẽ theo kiểu OA hàng loạt thì nó sẽ rẻ hơn, và làm trong chút tỉ mỉ như này là họ sẽ không làm được. Đấy. Nếu như làm trong chút tỉ mỉ như này thì có thể là nhiều chỗ họ sẽ làm được, nhưng mà lấy giá công và nó sẽ cao, còn thậm chí là cao hơn so với bên em đang bán ra như này. Thì nói luôn nhé, cái đây là đọc giá luôn để các bác tham khảo. Và nếu như các bác nào có quan tâm đến sản phẩm thì hệ trực tiếp. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video tiếp theo sau. Đây giới thiệu qua cho các bác là vỏ thùng loa bên em làm nó chất lượng nó như thế nào, đấy, gỗ nó như thế nào, để các bác tham khảo nhé. Còn là các bác có khen có chê thì đấy tùy thôi, làm theo tiêu chuẩn mà.